không biết thế hệ của các cụ, các ông, các bà như thế nào, chứ thế hệ của Gen Z bây giờ thường hay so sánh rằng ngày xưa mọi người sống thoải mái và dễ dàng hơn rất nhiều so với bây giờ. Từ những câu chuyện tình yêu chỉ với vài cái nhìn, vài lá thư tay mà đợi nhau cả đời thời đó so với những chuyện tình tay ba không hồi kết, hay những cuộc hôn nhân đổ vỡ ngày nay mà chúng ta thường nghe thấy. Lâu lâu lại có người thốt lên, ước gì mọi người cũng sống chan hòa, thân thiết với nhau như cái thời còn nghèo khó. Ước gì mọi người dành thời gian kết nối với nhau nhiều hơn thay vì kết nối với điện thoại di động, TikTok, Instagram hay Facebook. Than thân trách phận là thế, nhưng cũng phải công nhận là sự phát triển về mọi mặt, đặc biệt là công nghệ đã khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn về mặt vật chất. Điển hình như sự ra đời của máy hút bụi, máy tính, robot, các trang mạng xã hội. Đỉnh cao hơn còn là công nghệ AI thay thế cả trí não của con người, chứ không đơn thuần là thay thế hành động cơ bản nữa. Có những phát minh công nghệ mà khi được biết đến, chúng ta ai nấy cũng ngạc nhiên mà trầm trồ vì không thể tưởng tượng được sức mạnh của nó. Như công nghệ ChatGPT với trí tuệ nhân tạo AI đang rầm rộ khắp thế giới. Đáng lý ra những phát minh này phải khiến cho con người sống thoải mái hơn, nhưng sự thật là thoải mái cỡ nào cũng không bằng tâm trí được thoải mái. Mọi người dường như tất bật với công việc hơn, lo nghĩ cách để làm giàu, nhớ từng cách viết code rối não, và cả thường xuyên bị mạng xã hội chi phối đến tư duy sống và tâm trạng hàng ngày. Toxic productivity, hustle culture hay workaholism là những từ có thể thay thế cho nhau, mô tả về một văn hóa mà trong đó chúng ta yêu công việc đến mức coi việc làm quá giờ, quá sức là điều bình thường. Và đó là một ví dụ điển hình cho nguyên nhân khiến bạn cảm thấy áp lực và nặng nề về cuộc sống hiện tại, nhưng lại luôn mong cầu mình được an yên, thoải mái và cầu toàn hết mọi thứ. Khi tôi đang động não và đi tìm tài liệu cho video này, tôi đã tự hỏi mình một số câu hỏi. Làm thế nào để khiến cho cuộc sống bớt khó khăn hơn? Làm thế nào để tôi có thể làm cho cuộc sống thoải mái hơn? Và làm thế nào tôi có thể làm cho cuộc sống hàng ngày dễ dàng hơn? Và đó cũng chính là những câu hỏi bạn cần giải quyết để giúp cuộc sống trở nên dễ thở hơn. Tiền là một thứ cần thiết và quản lý nó một cách khôn ngoan luôn là mục tiêu của mọi người. Đối với một số người trong chúng ta, việc quản lý tiền bạc có thể rất căng thẳng. Chúng ta có thể đang phải vật lộn để thanh toán các hóa đơn, giải quyết nợ nần hoặc không thể giải quyết các bài toán chi tiêu. Hãy giúp bản thân dễ dàng theo dõi tiền bạc của mình hơn bằng cách tạo ngân sách hàng tháng để luôn cập nhật thu nhập và chi tiêu hàng tháng của bạn. Kiểm tra báo cáo ngân hàng của bạn đối với biên lai thường xuyên. Thiết lập các hóa đơn được thanh toán tự động bằng ghi nợ trực tiếp. Lập kế hoạch đối phó với bất kỳ khoản nợ nào. Đặt tiền sang một bên để tiết kiệm nếu bạn có thể tiết kiệm. Và mua sắm một cách khôn ngoan. Đối với nhiều người trong chúng ta, nhà là trái tim, là linh hồn của cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, đôi khi ngôi nhà là nguồn gây ra nhiều căng thẳng hơn là niềm vui. Một ngôi nhà lộn xộn là một gánh nặng về thời gian và năng lượng của bạn. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng càng bừa bộn có thể dẫn đến thiếu tập trung và tăng mức độ căng thẳng. Bây giờ, hãy nhìn xung quanh ngôi nhà của bạn và xem liệu bạn có yêu thích mọi thứ trong nhà của mình không? Bạn có cần tất cả những thứ đó không? Và nó có làm tăng thêm giá trị cho căn nhà của bạn không? Hay nó chỉ làm xáo trộn ngôi nhà và làm rối tâm trí của bạn? Thực hiện một số bước nhỏ để dọn dẹp một khu vực hoặc căn phòng trong nhà bạn, và bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được những lợi ích từ đó. Nhiều không gian hơn, nhiều thời gian hơn, tự do hơn và ít căng thẳng hơn. Khi con người phàn nàn về một cuộc sống quá phức tạp, thì điều thực sự được nói đến chính là sự bận rộn. Nếu bạn có thể tìm cách bớt bận rộn hơn, thì có lẽ cuộc sống sẽ đơn giản hơn một chút. Ít bận rộn hơn không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được trong cuộc sống hàng ngày. Chìa khóa để làm cho nó hiệu quả với bạn là hãy có chủ ý về thời gian và đặt ra quy định nói có ngay từ đầu. Chẳng hạn như vạch ra một số thời gian rảnh mỗi ngày để thư giãn và chỉ cần đi theo dòng chảy này. Tự hỏi bản thân xem mình có thể dậy sớm hơn và sử dụng thời gian này để hoàn thành những việc không thể làm trong thời gian còn lại trong ngày không.
dành 20 phút buổi tối để chuẩn bị túi xách, đồ ăn trưa hoặc quần áo cho ngày mai để không phải làm chúng vào buổi sáng. Đã bao giờ bạn nghĩ về những ưu tiên thực sự của mình chưa? Nó không đơn thuần là khi bạn hét thật to trong nhật ký hoặc danh sách việc cần làm của bạn. Một chiếc xe mới hay một ngôi nhà lớn hơn, niềm hãnh diện của cha mẹ, hay khiến con bạn cười trong lần đầu chúng thấy chiếc xe đạp mới. Hãy dành một chút thời gian để xác định những ưu tiên thực sự của bạn và đánh giá cao giá trị nội tại của những điều đơn giản hơn trong cuộc sống. Ghi vào sổ tay những người, hoạt động, địa điểm và trải nghiệm có ý nghĩa nhất đối với bạn. Hãy thỏa thuận với chính mình để cố gắng làm điều gì đó mỗi ngày nhằm tuân theo những ưu tiên đó. Chấp nhận con người bạn và những gì bạn có. Ngừng cố gắng hoặc mong muốn trở thành một ai đó khác biệt. Dành thời gian cải thiện cuộc sống của chính bạn thay vì ghen tị với người khác, và bạn sẽ thấy cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có điều gì trong cuộc sống khiến bạn căng thẳng, khó chịu hay choáng ngợp không? Có thể đó là sự tự ti về cơ thể và bạn muốn giảm cân, không đủ thời gian cho bản thân hoặc thời gian nói chung, một tình bạn hơi phiến diện chăng, hay một công việc không đi đến đâu hoặc không đủ linh hoạt cho cuộc sống gia đình của bạn. Dù đó là gì thì hãy lưu ý chỉ chọn một điều khiến bạn thất vọng nhất và lập kế hoạch giải quyết nó trong tuần này. Tuần tới, chọn một cái khác hoặc xây dựng trên cái của tuần trước. Còn đây sẽ là liều thuốc dành cho những người muốn chuyện tìm việc trở nên dễ dàng hơn. Ê, biết ông Pờ không? Ông Pờ nào? Professions Việt Nam cung cấp một phiên chợ việc mỗi tháng với đầy đủ các ngành nghề, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin. Tìm đủ các nơi, ghé thăm tất tần tật các website rồi mà vẫn không tìm được việc ưng ý, thì cứ truy cập website professions.vn để câu chuyện tìm việc trở nên dễ dàng hơn nha. Bạn chỉ cần dạo quanh một vòng chợ, chọn công việc ưng ý, rồi điền vào form ứng tuyển. Vậy là xong. Các bước còn lại cứ để professions lo. Nếu bạn phỏng vấn không đậu cũng chẳng cần phải lo đâu, vì chúng tôi có sẵn một đội ngũ sẵn sàng tìm một công việc khác phù hợp hơn với CV của bạn rồi.